Thưa chị các bạn, thì hiện giờ Vũ Chiến đang có mặt tại xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Thưa chị các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến ghé đây, chỗ này là chỗ anh Châu nha các bạn. Có một anh Châu này sống ở dưới gầm cầu, nhưng anh Châu này làm cái nghề bán vé số và đi lượm ve chai sống. Nhưng anh này có một cái là rất là hay nha các bạn, sống ở dưới gầm cầu, anh hơi khờ, nhưng mà cuộc sống của anh phải nói là nó ngăn nắp, nó gọn gàng và nó sạch sẽ đến mức độ mà mình không có tưởng là tưởng nổi luôn. Đây những cái vật dụng anh đi lượm ve chai về đây các bạn, là anh rửa sạch hết nó, anh rửa sạch hết rồi anh treo lên khô, rồi anh vô từng bịch vậy đó anh mới đem bán nha. Nè bên đây các bạn thấy nè, những cái này là những cái anh đi lượm về, anh đi lượm về xong anh rửa sạch hết, anh để đây phơi khô rồi xong anh mới bán. Đây các bạn thấy nè, nắp ra nắp, chai ra chai. Anh Châu, tại sao anh phải rửa vậy anh Châu? Tại sao anh phải rửa vậy hả? Hả? Ai xài hả? Rồi nước đâu anh rửa? Múc nước xong hả? Đây thưa các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến sẽ ghé một cái nhân vật là anh Châu cho các bạn xem nha, anh ở sạch đến mức độ nào. Ủa sao cái đôi dép mà sao cái chiếc này chiếc kia? Hả? Ai cho anh hả? Ta cho. Người ta cho mà cho chiếc chiếc này chiếc kia vậy mang luôn. Ta cho. Ủa cái đống vé số này anh để làm gì đây hả? Bán. Bán hả? Đây thưa vị các bạn, thì mình vô nhà anh Châu, mình để coi coi anh Châu anh ở sạch mức độ nào để cho các bạn xem nha. Bữa nay lúc gài là tình hình dịch bệnh không có đi bán nữa. Nghỉ rồi. Nghỉ rồi. Ta cho không cho à? Đây các bạn. Đây là chỗ anh ở nè. Đây cái mùng. Đây là dưới già cầu nha, đây là dưới già cầu. Các bạn coi chỗ anh ở nè, gọn gàng ngăn nắp. Wow, quá trời lon luôn kìa. Wow. Bàn thờ luôn nữa nè. Thồ các bạn thấy không? Nè ở dưới nè. Rất là sạch luôn. Ở trong này thì ba cái vật dụng của anh hàng ngày. Cái này anh đi lượm về anh để đây hả Châu? Ta cho. Ta cho. Trời ơi vé số kìa, anh sắp lại gọn gàng trong bụng anh kìa. Nó đang làm gì hả? Kìa. Kìa quẹt ra dẹp kìa. Thấy 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 Vũ Chiến quay bắt đầu dẹp kìa, nó quét. Quét nhà kìa. Chai. Ve chai. Cô quét kìa. Ủa kìa, bỏ bịch, bỏ bịch. À. Bỏ bịch. Thường thường anh Châu ở đây là anh có nấu ăn không? Không, xin ngang mà. Người ta cho. Người ta cho. Cơm tao cho. Đâu? Đó. Đây hả? Trời ơi, có hũ quà hầm đồ nữa ta. Ta cho à. Cho hồi nào mà anh để đây lâu vậy? À hồi cho hồi sáng. Rồi gỗ cô quét kìa. Mình rất là nể anh luôn các bạn, tuy là anh khờ nhưng mà coi anh ở kỹ, anh ở rất là kỹ luôn. Này coi các bạn nè, cái này nó sạch bon luôn nè. Ok anh giỏi ghê không kìa. Okay, các bạn thấy không, những cái vật dụng anh đi lượm ve chai về nè, lượm ve chai xong anh rửa sạch rồi anh bỏ vô bịch rồi mới đem bán. 10.000 ký hả? 10.000 ký hả? Ừ. Anh làm gì nữa đó? Cúng. Cúng gì? Hùng. Cúng ông Hùng. Cúng ông. Cúng ông. Anh quá trời cái mấy cái tượng Phật luôn kìa. Ở đâu nhiều tượng Phật vậy? Chùa cho. Dạ. Yeah. Chùa cho hả? Ừ. Dạ. Yeah. Cúng ba chỗ. Hai chỗ. Bốn chỗ chứ. Hai chỗ này Phật. Chỗ đó Phật. Có trái cây nữa hả? Ừ. Trái cây anh mua hay là người ta cho? Để cho à. Người ta cho nữa. Ừ. Phải nói là anh ở dưới gầm cầu mà anh sạch. Đây cái mùng này anh ngủ đây. Rồi bên đây là những cái vật dụng ve chai. Anh đi lượm hàng ngày thì theo Vũ Chiến biết hàng ngày là anh bị bán vé số gì lượm ve chai. Bán người ta cho. Bán ta cho hả? Ừ. Rồi anh ngồi xuống em nói chuyện với anh tí coi. Gì? Anh nay nhiêu tuổi? 2 tuổi. Cái gì? 20. Mấy tuổi? 2 tuổi. Nói lại cho hai mấy tuổi. Ông kia đâu? Ông nào? Ông Hồ. Ông Hồ không xuống. Làm gì? Ông Chiến. Hả? Chiến. Ông kia kìa. Ông kia ông Hồ. Hả? Ông Hồ. Hồ đâu? Ông Hồ không có xuống, có mình em là mình tao Chiến. Có bán không hả? Có bán không
Hả? Cúng mà, cúng. Cúng hả? Ờ. Không, thôi. Chưa mua hả? Chưa mua. Một mua hồi đi. Một hồi em gửi tiền anh. Mua. Người ta đâu có bán gì đâu mua. Ta cho không cho, bán không cho. Ờ đúng rồi, ta không cho, lúc này ta chưa có cho bán. Ta chỉ bán những mùng. Hả? Mùng. Chắc mùng ngắt rồi. Cái mùng của ai? Ta mua, Phúc mua. Ông Phúc mua. Ờ. Mà nó cắt rồi hả? Ờ. Mùng cắt rồi hả? À. Gắt rồi mũi cắn. Ờ. Tôi mua, mai mua. Ai mua? Hoặc. À. Hùng à, Hùng chắc á, mùa mùa mới á. À. Mới mua bàn. Ừ. Bàn. Bây giờ em hỏi anh Châu nè, tại sao anh phải đi lụm da chai về anh phải rửa anh mới bán? Mà bán. Không có lý do anh sao phải rửa? Bệnh. Rửa bệnh hả? Ờ. Sợ bệnh hả? Rồi ờ. Bán tại sợ bệnh hả? Ờ. Trời ơi. Lây ta. Lây người ta. Ờ. Phải rửa sạch rồi mới bán. Ờ. Trời ơi. Ta chửi. Ta chửi. Hồi sáng giờ anh bán được nhiêu tiền rồi? Chưa bán. Mà bán rồi bao nhiêu á? Ừ. Anh Châu biết tiền không? Biết. Đây 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 để em móc ra coi cái này mấy ngàn ha. Cái này mấy ngàn? 20, 10 ngàn. Cái gì? 10 ngàn. Chắc cứu không? Cứu. Cái này 10 ngàn phải không? Ờ. À, gọi tao đó 10 ngàn phải không? 20 à? 20. Đâu? Chục quá. Nè, gọi tờ này mấy ngàn? 20. Đây nè. Cái gì? 200. 200 hả? 10 ngàn. 10 ngàn. Ờ. 200. Ờ. Em cho anh đó. Em gửi cho anh đó. Anh mua bánh hay mua gì đó anh cúng nha. Ờ. Hả? Ờ. Bắt tay cái. Rồi hàng ngày là anh đi vậy người ta cho mình đồ ăn không chứ anh không có nấu cơm phải không? Không. À. Nay đi anh nhiêu tuổi? 20 đâu, 20. Cái gì cũng 20 không mà nãy hổ, tiền cũng hổ biết à. Tiền cũng có 20 mà tiền 200 cũng nói 20 mà hổ biết à. 20 tuổi sao gâu dữ vậy? Anh già rồi. Già là bao nhiêu tuổi mà 20? Anh già. Già là nhiêu tuổi, anh nay nhiêu tuổi? 25. Hả? 25. Thôi hỏi nói nha, không biết đường ra luôn. 200. 200 tuổi. Ờ. Trời ơi, dữ ta. Hai trăm. À, rồi hôm nay á, hôm nay đâu nghỉ rồi, nghỉ dịch đâu đi bán số hả? Nghỉ rồi. Rồi bán không cho bán. Rồi mai mốt có số bán lại không? Mai. Hả? Hết bệnh bán. Hết bệnh bán. Ờ. À. Hết bệnh. Hết bệnh bán. Lụm dây chai kỳ xài. Hôm nay lụm dây chai kiếm tiền xài. Hết kỳ xài rồi. Hết tiền xài hả? Ờ. À. Tâm mua 1000 ký à, tâm chai. Rồi em cho tiền anh vậy anh làm gì? Mua cơm gì nãy hả? Nãy em nghe anh nói là cơm người ta cho ăn rồi. Người ta cho. Ờ. Còn em cho tiền anh nữa anh làm gì? Xài. Xài gì? Anh xài gì? Uống phê à? Ừ. Có thuốc không? Không. Có đó. Anh có ngủ không? Không. Không có ngủ không? Bia. Mua bia hả? Mua bia chi? Uống người ta hùng cúng ông. Mua bia đừng cúng cái ông hùng đó hả? Ờ. Hùng cái xe đó. À cái ông đó. Đồng trang á. À. Cái đó ông đó ông chết rồi bây giờ anh mua bia anh cúng ông. Ờ. À. Ông trên tháp á. Ông trên Gò Tháp. Ờ. Cái xe á. Cái xe chết đúng rồi. À. Cái xe chết. Thưa vậy các bạn thì nãy giờ anh Châu có nói anh hùng á là tại vì hồi xưa lu vào cơm mà mới số. Tại vì hồi xưa anh Hùng anh ở đầu bên cầu kia kìa, cái ảnh hay ảnh cho anh Châu này ăn uống nên anh Hùng đó anh mất rồi, bây giờ anh Châu anh xin cái hình để anh thờ rồi anh cúng ai canh đó luôn để cho nên mình nói vậy cho quý vị biết. Hồ quá trời sạch luôn ta, Vũ Chiến khen anh luôn á. Phú làm hả? Phú làm. Mà em phải công nhận anh là anh ở sạch. Anh sạch sẽ, con người anh sạch sẽ. Sạch sẽ vậy là quét nhà. Ờ, đi lụm da chai giờ phải rửa chai xong bỏ vô bịch mũ rồi mới đem bán. Hay. hay ha bắt tay. hay. Tâm không hả? Mày gì Chiến, em chiên Chiến. Tâm không hả? Quy đâu? Ai? Quy nào? Quy Tháp á. Hay gì ha? Xa nữa hả? À. Không chú, không chú, không chú xuống. À, không chú. Không chú, thả không chú xuống hả? Dịch bệnh đâu xuống được. Khác cái huyện người ta không cho đi. Huyện đâu? Mấy ổng ở bên Đồng Tháp á. Không cho không? Không, công an đâu cho qua đây đâu. Qua đây lây dịch bệnh. Lây ta hả? Ừ, lây cho người ta. Hộ. Anh Châu có được chích thuốc ngừa chưa? Rồi. Chích nào?
phải. Bữa hổm là chích rồi phải không? Chắc đau bữa rồi đâu. Đau không? Đau. 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 Đau, ngủ được đâu. Ừ, đau ngủ được luôn. Không, sáng luôn. Không ngủ được. Em cho tiền anh là có rủ bạn gái đi uống cà phê không? Không. Có bạn gái không? Không có. Không có. Ở đây là ở sạch. Công nhận ha, công nhận ta em. Cho à. Nói, nhưng mà ta chặn cho à. Đúng rồi, em biết anh là người ta cho. Em biết anh người ta cho nhưng mà anh ở. Đúng rồi, nhưng mà anh ở rất là sạch. Nè, thấy các bạn thấy không? Anh lau sạch bông nè. Nhắc mày nè. Đúng rồi, không có miếng bụi luôn, gắt luôn hả? Mai mốt em cho anh tắm khác ha. Đâu? Mai mốt em lần sau em vô mua cho anh tắm khác. Hả? Ừ, bỏ tắm này rách rồi nè. Nè. Không mở được đâu, không mở được. Sao hả? Nè, cháy rồi. Không mở được. Mình chồng lên luôn. Mình để tắm này vậy cái mình chồng tắm khác lên luôn. Nhưng mà dọn đồ cực rồi nha. Sao anh không bán chai hết đi mình chừa lại quá trời anh trong. Mai xài. Mai bớt rồi, bớt rồi. Mà hồi có gì cho em bị cái dạy ca mũ coi. Cho không? Cái gì? Hả? Cho gì đựng nước uống. Anh rửa sạch chân rồi mà. Để làm gì? Em đựng nước uống em uống. Nguyên cô xài á. Thì đó em thấy mấy ca mũ đó anh rửa sạch hết rồi anh cho em đi. Anh cho em về em đựng nước em uống. Làm chịu gì? Không? Làm gì? Đựng nước uống, chịu không? Làm gì? Hả? Làm gì? Em đựng hả? Đựng nước uống, chịu không? Cho không? Để mình thử được cho con. Anh sạch lắm. Các bạn thấy không? Đồ ngăn nắp đàng hoàng để trên kệ hoàng. Viên nào nè, tự lót không nè, tự kê không mà chứ không có cái gì trơn, tự kê không mà. Mùi. Cái gì? Bụi hả? Bụi hả? Cho em luôn hả? Cảm ơn anh nha. Thôi nói chứ anh cắt đi, em đâu lấy làm gì đâu. Trời lượt đâu quá trời vậy anh Châu. Ta cho à. Cái gì người ta không cho hết trơn hả? Muốn kìa. Ăn cơm. Cơm mà này ta cho á. Kìa muốn cà phê chống quá trời luôn kìa. Trời không công nhận anh bài bản thiệt. Đây nè, chén dĩa là để từng ấy hết trơn nè, từng ngăn hết. Muỗng cà phê có luôn. Quá trời luôn, vé số để đây vô cọc. Còn thùng này không biết thùng này thùng gì đây nè. Tao cũng đồ ngủ nữa. Mà gọn gàng quá. Cho. Ồ, có cái quạt độ ta. Trái nè. Cái gì anh? Ồ, tối cho nó ngủ hả? Tối mà ngủ mát hả? Sáng. Trời ơi, đã ta. Ai cho anh hả? Ta cho. Người ta cho mà ai cho? Ta cho. Trời ơi, khẩu trang nè. Ta cho luôn. Cái khẩu trang này anh phải bỏ vô bịch đi. Hả? Bỏ vô bịch đi. Làm gì? Bỏ vô bịch đốt đi. Tại vì cái khẩu trang này á mình đã đeo rồi. Mình ta cho á. Không, học ý rồi, ý em nói. Ta đeo rồi hả? Sao mày hả? Ta cho á. Đúng rồi, nhưng mà mình đeo một lần à, em nói anh nè, mình đeo một lần rồi là mình đem mình đốt bỏ tại vì nó là virus bệnh không á. Mình không có được treo vậy. Ta chửi em, bạn thấy chửi không? Bạn đốt. Mình đốt, mình đem cái đốt đi. Đem đốt đi. Bỏ chứ bỏ. Bỏ đi. Nguyên, mới không à? Cái gì? Mới không à? Mới hả? Cái này còn mới hả chứ không phải cũ hả? Cũ đốt hết kia rồi. À, chừng cái mấy cái nào mà cái mới cái cũ. Mới đốt luôn á. Ta cho. À là anh đem ganh máng đó chứ không phải là cái cũ phải không? Không. Cái mới đốt hết rồi. Cái cũ mình đeo rồi. Đốt hết rồi đó. À cái cũ mà đeo xong mình đốt nha. Đừng lây có. Lây ta hả? Lây bệnh ta đó. Hả? Ừ. Ai đây? Giống như là người ta là mới. Mới đúng rồi. Mới nè. À chừng nào mà cái nào cũ mình đeo rồi là mình đốt nha. Đừng có máng đây ha. Ai chửi? Không phải. Hồ chửi hả? Ai chửi? Ông Hồ. Ông chửi. Hả? Ai chửi? Ý không có chửi. Mà hồ em dặn anh vậy đó, em dặn anh là mình đeo rồi là mình đốt chứ mình đừng có máng đó. Làm gì? Nhóc già lắm quá. À. Bớt rồi. Ừ, đốt bớt đi. Ai chửi? Đâu có ai chửi đâu. Có người ta chửi á. Hả? Người ta mà bỏ hả? Cái đó cũ. Cũ. Thôi đeo mày đeo á. Cái này của em đeo là cái mới. Ai cho? Cái này em mua chứ không có ai cho á. Xạo rồi cho á, ta cho á. Cho được cho. Giữ cho á, đồng mày cho á. Ở đâu cho? Trong mày á. Chồng bả đi vô vậy á. Chồng ở đằng trung tâm y tế người ta cũng cho nữa phải không? Ở đằng bệnh viện á. Bệnh viện không có bệnh viện người ta cũng cho anh nữa.
ba cái à, một quá trời sạch sẽ đi công đâu nhận. Chạy chửi hả? Cũ hả? Cũ rồi. Chạy ai chửi? Đó đó, chàng đó. Ừ. Ai chửi? Mà giờ miếng đó, chạy chửi hả? Mình đeo rồi mình bỏ. Ai chửi á? Ý là ý. Cũ hả? Ừ, cũ. Cũ rồi. Ông đốt tội không? Hả? Tội không? Đốt tội không hả? À. Không, cái đó đốt không tội. Cái đó mình đốt đi anh, đốt. Tại vì nó đã cũ rồi. Mình đốt. Ha. Cái cửa kè nhốt kìa. Ta cho. Ờ. Ông tội không? À. Tội không? Hả? Tội không? Đốt là không có tội. Ờ, có nó hùng chửi. Có những cái tội còn những cái đó không có tội. Có ông ta rồi nè, chửi ông chửi. Ai chửi? Hùng rồi đó. Hùng rồi nè. Ông hùng. Hồi xưa ông chửi hả? Ờ. À. Ông chửi. À. Ông chửi. À. Cha chửi. À. Ông trời đi mua giống ông trời giống ông là à không phải đó à ông cũng ổng á ông là ông giờ thấy là ông chửi ừ thấy bao ông về ừ nằm trên bao ừ. Ông về vụ bay luôn à à ông cái gì anh Hùng. Thấy anh thấy ông Hùng về đây ừ. Nằm trên bao về đây ngủ với anh luôn ừ trời ơi ghê hả ờ luôn hát cổ luôn ừ sợ không sợ không anh sợ không ừ. Công nhận anh vui vẻ mà anh quá sạch sẽ luôn các bạn. Cái này mới nè anh. Mới ờ. Chưa đeo là mới, còn đeo rồi là cũ nha. Ờ cũ á. Ừ, cũ đốt đi, cũ nên đốt đi ha. Mới cho ừ. Ngốc luôn á cho. Đây, quá trời sạch sẽ luôn. Cái nắp chai ra nắp chai luôn nè. Nó đốt bỏ hả? Không chơi đốt bỏ hả? Không chơi đốt hả? Không chơi đốt hả? Ừ. Hả? Ừ. Ai la? Không ai la hết. Nhưng mà mình cái nào mà mình xài rồi á. Anh hiểu không? Cái nào mình xài rồi là mình đốt bỏ. Còn cái nào mình chưa xài á. Trời tắt đèn luôn ghê ta. Còn cái nào mình chưa xài á thì mình để mình xài. Mới. À, mới thì để đó. À. Mai xài. À. Chiều ăn cơm chưa? Trời ơi quá trời luôn hả? Trời ơi. Ở đâu nhiều vậy? Hả? Ở đâu nhiều khẩu trang vậy? Ta cho nữa hả? Mới. À mới chưa mới. Chưa hôi. Mới chưa hôi để xài. Chưa hôi. Ừ. Chưa hôi. Thôi bữa nay em ghé hôm nay em thăm anh tí vậy em đi ha. Đi đâu? Em đi về nhà. Nhà đâu? Nhà ngoài đây nè. Đâu? Ngoài F1 á biết không? Tháp. Đâu phải trên Gò Tháp. Mọi đâu? Ở ngoài đây nè, chạy đường này ra thẳng ngoài nè. Đi tháp. Ờ. Chưa tới Gò Tháp, Gò Tháp là tới gầm tháng 11. Gầm tháng 11 là tới Gò Tháp. Anh hay đi lên tháp cúng hay gì? Ờ. Năm rồi có đi, năm rồi dịch bệnh đâu đi được. Mai đi, muốn đi hết bệnh đi. Ừ. Hết bệnh đi, mà hết bệnh. Ừ. Hết cho hết, muốn hết. Ừ. Mày đâu? Mày đâu? Hả? Sao? Xa. Đâu? Tuốt ngoài kia là cầu hai đúng rồi ở dưới gầm cầu nhưng mà bánh nè cho trời bánh nữa nè ở dưới gầm cầu mà rất là sạch sẽ luôn thương ảnh ghê coi nè các bạn thấy không hôm nay cái cho nè ở Lâm Âu rất nè chưa mua nè mai mốt lần sau em vô mua cho anh tắm khác nè mình dài hả? Dài ha cái mình chảy đây nha mua mua cho mùng khác nữa hả? Mua cho mùng khác nữa. Kèo mua. Cái gì? Đã hết tiền rồi. Hết tiền để em mua cho. Hết mùng ngắt mẹ rồi mua. Ừ. Có mùng không? Có. À bác. Chợ bán hả? Chợ bán. Bao nhiêu? Không biết nữa. Chụp. Mua cái mùng chụp. Nó cũng mụ không ngủ được. Cầu có da mà có. Cầu có mùng mà có. Đúng rồi mua mùng chụp ai mua em mua cho lần sau em vô mua em đi cho anh ha chụp này nè chụp y cái này nè Phúc mua ông Phúc mua cái này mà bây giờ nó gắt rồi gắt mẹ kìa nó lủng lỗ rồi lủng lỗ đó chuột cắn nè chuột cống vô chuột cống vô nhà luôn anh làm gì mà chuột cống vô nhà anh dài kẹt á vô nó vô vô cắn cái mùng luôn kẹt dài là kẹt kẹt hay vô rồi nè vô mấy kẹt nè vô mấy kẹt này rồi
Rồi ha, em ghé em thăm anh chút xíu em đi ha. Thưa quý vị các bạn, thì hôm nay mình ghé mình thăm anh Châu. Anh sống ở dưới gầm cầu nhưng mà anh sống rất là sạch sẽ các bạn. Công việc chính của anh là nghề bán vé số với nghề lụm ve chai. Mai mới bác, mua bác. Mà anh lụm ve chai xong lại anh sạch vậy đó. Bây giờ các bạn thấy rồi, anh rửa hết luôn, anh sạch luôn rồi anh mới đem bán. Mà bác. Thưa quý vị các bạn, thì video của Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo. Hello. Bye bye.